là nếu mà lấy cái chuẩn mực đó cho những tiếp theo thì Việt Nam mình sẽ cái chữ hoa hậu nó sẽ không còn có giá trị cao nữa. Tại đối với Hùng nghĩ là hoa hậu phải biết cống hiến, mình phải biết là sống sao cho xứng đáng với hai chữ hoa hậu. Tại vì không có ai cũng đội vương miện trên đầu mình được. Nó có rất là nhiều cử nhân, nhiều thạc sĩ như này nọ, ví dụ vậy. Nhưng mà để là hoa hậu không phải là số đông. Cái những cái hoạt động và những việc làm của các bạn đó khẳng định rằng cái độ sáng của vương miện và cái giá trị của chữ hoa hậu. Con đường ngắn nhất để thành công trong cuộc sống đó là hoa hậu. Đó, và Hùng chắc chắn một điều rằng nếu một cái danh hiệu mà hoa hậu mà bán cho Hùng vài tỷ, Hùng sẽ mua. Hùng sẽ mua. Nếu về yếu tố kinh tế nha, về nhân cách thì Hùng không bao giờ làm việc đó. Tại vì khi mà đạt danh hiệu hoa hậu rồi, Hùng có thể dễ dàng một kiếm một năm 5 tỷ, 3 tỷ, từ 3 tới 5 tỷ là một chuyện không hề khó khăn. Giống như buôn bán vậy, cái nào bán được thì họ sẽ nhập hàng về nhiều họ bán. Chẳng hạn như có một thời gian cái nghề ngân hàng được học, được ồ ạt đi học. Ví dụ như vậy. Đó, nó cái gì nó cũng có một cái mốt của nó. Hùng có nhận được một lời hẹn từ cô con gái và một bà mẹ tới nói chuyện với Hùng, rằng mong muốn rằng là Hùng sẽ dạy dỗ cho con của họ là làm sao có một cốt cách của một hoa hậu. Rồi để tham gia cuộc thi nhan sắc thì lúc nào Hùng cũng sẵn sàng hết. Tại đối với Hùng á, không chỉ phải là hoa hậu mà là một người phụ nữ thì các chị phải có những cái cốt cách cơ bản. Tại rồi các chị cũng sẽ làm vợ, rồi phải làm mẹ, thì những cái cốt cách đó tỏa sáng thì các bạn sẽ có những đứa con. Những đứa con nó gần như có một cốt cách của một người của phụ nữ trọn vẹn. Đó, thì Hùng dạy. Nhưng mà khi mà đề cập tới vấn đề thi cử đó, thì họ nói rằng là họ chấp nhận, họ bỏ ra vài tỷ, nhưng mà với cam kết là con họ phải là hoa hậu. Sau khi hoa hậu á, thì mình vẫn phải tiếp tục làm cái công việc đó để thu lại cái lợi nhuận từ vài tỷ đó cho họ, thu về lại giống như cái chuyện đầu tư. Hùng nghe xong Hùng cũng rợn người lắm. Khi mà họ nói như vậy, mình cảm giác là họ đang đem chính con gái của họ ra làm thành một món, cái món hàng để trao đổi. Hùng thấy hơi buồn. Hơi buồn, tại vì chính một người mẹ mà làm vậy thì chắc chắn không xa thì gỡ. Người con gái đó sẽ trượt dài trên cái lòng tham của người mẹ đó.